Truy cập ngay cửa hàng ruby.net với những vòng quay quay là trúng mà trúng mì toàn ạc khủng với kim cương. Và còn có ạc free file siêu rẻ xài vào là có người yêu. Còn thêm cả mini game random thử vận may tham gia ngay để có cơ hội làm người yêu của chủ shop ạc. Ok rồi, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình. Thì mình lại là Ruby đẹp trai đến từ 71 Bến Tre đây anh em ơi. Đó, và vẫn là mình, và bài bài là mình, với là kênh của mình mà. Thì ngày hôm nay chúng ta không phải quay trở lại một clip về Free Fire, mà là một clip về nghe lời fan làm heo. Đó, thì mình đã đọc một comment của một bạn fan. Bạn ấy đã nói là hiểu một số bạn cửa hàng ruby.net với muôn vàn vòng quay may mắn đang chào đón các bạn. Đấy, nên là anh em hãy giúp mình. Đó, anh em nào mà muốn trải nghiệm những cái cửa hàng số bạc hay những vòng quay cái như thế nào, anh em có thể vào số bạc cửa hàng ruby.net của mình. Mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận cho anh em cùng biết nha. Ngày hôm nay mình sẽ làm theo một thử thách của bạn fan đưa ra. Bạn ấy đã nói là: chị ơi, chị hãy thử reaction những video của fan làm về Ruro đi ạ. Oh my god. Đó, hôm nay tôi sẽ thử làm. À quên nữa, để khoe cho anh em luôn. Em thấy cái gì không? Đây là một cái đồ cài của một bạn fan nào đó đã tặng cho tôi. Mình rất là thích mấy cái đồ cài tóc này luôn các bạn ơi. Rất là cute luôn. Trời ơi, mình rất là yêu bạn nào đó tặng cho mình cái này luôn nha. Hề luôn, nhìn rất là cute, full make que luôn em ơi. Đấy, được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào việc reaction nha. À mà các bạn ơi, các bạn hãy bỏ ra cho mình vài giây và hãy follow kênh TikTok Ruby đẹp trai của mình. Mình đang để trên màn hình. Đấy, các bạn cứ tìm search ra cho mình Ruby đẹp trai với 184,5k follow này là mình nha anh em. Và 7 giờ tối hàng ngày mình đều livestream bán hàng ở đây nha các bạn. Đó, và mỗi mặt hàng mình bán sẽ tặng kèm một chữ ký có 102 của Ruby nha anh em ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta vô thử reaction những video của mấy bạn fan nào. Thì đây là video đầu tiên của một bạn có tên là Jin Ye Rugo chiến cả đôi. Ok, để tôi xem thử coi như nào nha các bạn. À, cái này là tôi đang hít đất anh em ơi. Oh my god, đây là một cái clip mà tôi và CEO đang hít đất, là kiểu đang cà khịa mây đen. Tại vì mây đen đâu có hít đất được các bạn ơi. Đó, tôi với CEO là học giỏi chung, đi tập thể thao chung, nên là về cái việc hít đất thì nó rất là dễ dàng luôn. Ok, cảm ơn các bạn Jin Ye Rugo nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với cái clip tiếp theo. Vẫn là của bạn Jin Ye Rugo, quái cái chữ luôn em ơi. Ok, rồi tôi xem thử đây. Ru nè, cho đúc lại mai đâu lại dành. Oh my god, trời ơi. À, đây là một clip trong một video TikTok của Super Hero để edit lại. Trời ơi, tụi tôi làm như vậy để chọc cho anh em vui thôi chứ đâu có ý gì đâu các bạn ơi. Đấy, tụi tôi cũng đâu có ý gì đâu. Ok, cảm ơn bạn Jin Ye nhiều nha. Oh my god, lại là tiếp tục một video của bạn Jin Ye. Tôi không biết là tại sao tôi lướt thấy toàn video của các bà này không được. Ok, rồi để mình xem thử nha. Bé Ru đâu rồi? À, anh Go về rồi, quả chưởng. Dễ thương dạ. Không, mà tôi thì tôi thấy thì tụi tôi chỉ là anh em với nhau thôi nha anh em. Nhấn mạnh nha, anh em nha. Còn cái này bạn này tôi thấy edit cái nhạc kiểu đáng yêu quá chữ luôn. Ok, cảm ơn bạn Jin Ye nhiều nha. Hề, được, cute. Kế tiếp sẽ là một video của bạn Hơn Miu. Ok. Ừ đó, phải nói làm người ta ngã tính Ruby. Mấy bạn biết không, ngã tính bình thường là nó không có hay nữa không. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ ngã tính, nhưng mà với một cái điều kiện, đó là Siro sẽ phải nói giọng của sói anh. Thử thách này là hơi bị vui luôn nha các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi là Siro sẽ đã hết Ruby bằng giọng của sói anh như thế nào nha. Anh em ơi. Đúng rồi, đúng. Không biết là bạn nào còn nhớ nhân vật này không ta. Nếu bạn nào nhớ thì đừng quên bình luận bên dưới nha. Thật ra con này mình lụm nhặt trên mạng thôi anh em. Gọi Ru là thùng rác. Gì ông nội? Bởi vì mỗi lần gặp Ru là anh chỉ muốn đổ. Tôi nghe lại mà tôi thấy quải chữ thì luôn đó em ơi. Ủa rồi, hả, hình xong cái chuyển qua nhạc này luôn hả?
cảm ơn bạn Hơn Miêu nhiều nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Đáng yêu, được, được, chịu, chịu, 9 điểm. Tiếp theo là của bạn Sugi Yeah Google. Ủa lại là cái bà nãy đó ta, nghe tên quen vậy. Ai mà biết. Ok, vô vô xem luôn nè. Sẽ như thế nào nha anh em. Ủa đây là Phong và anh Bủng mà ta. Trời ơi, Phong Vinh Bủng á, ngồi chụp hình dính tôi với Rô đang ngồi nói chuyện. Trời ơi, quăng vô làm clip luôn anh em ơi. Quái cái chữ kia chứ. Oh my god. Ok, tôi cảm ơn bạn Bun này nhiều nha. Tiếp theo là của bạn Mèo Dâu Tây. Tôi lướt thấy của cái bạn này, tôi thấy nó cũng đáng yêu. Tại vì bạn này viết một cái câu chuyện gì đó, tôi không biết ở đây có ai đọc không nè. Chuyện tình đôi ta, chấp một, ca mui. Đúng rồi, vậy đi, muốn học rồi kìa. Gooby. Ui má ơi, chán nhà, té xuống giường. Gooby. Em nhảy liền, vệ sinh cá nhân xong, Goo xuống nhà. Hỏi chị em. Xuống rồi hả Goo? Yuki. Chị Goo xuống rồi hả? Hề luôn đọc cái này nó dễ hương xỉu luôn các bạn ơi. Đấy, đọc kịp và rất là dễ hương cực kỳ luôn. Cảm ơn các bạn Mèo Tây, Yuki, Yugo này nha. Cảm ơn bạn nhiều nha. Và tiếp theo là một video của bạn tên là Gấu. Ok. Trời ơi, tôi với em Gô lỡ nhìn qua cái là anh em làm. Tôi nói mấy bạn fan này là sơ hở là làm clip, sơ hở là lên clip luôn, sơ hở là đẩy thuyền. Cảm ơn bạn Gấu nhiều nha. Trời ơi. Tiếp theo là một video của bạn Dâu nha. Nào ok, để coi cái bạn Dâu này, bạn này edit như thế nào nha. Ôi trời, 663k view luôn kìa. Gu ơi, Gu có bồ chưa Gu? Nếu Gu chưa thì có anh ấy. Trời ơi, si Gu hát đúng bài đó là anh em chết luôn em ơi. Gu ơi, Gu có bồ chưa Gu? Nếu Gu chưa thì có anh ấy. Trời ơi, ok, cảm ơn bạn Dâu nhiều nha. Bạn Dâu ơi, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Đáng yêu được. Ok, tiếp theo là một video của bạn Sugi. Ok. Hiểu anh em nào hiểu anh em giải thích cho tôi cái này tôi không hiểu nha. Cảm ơn bạn Sugi nhiều nha. Trời ơi. Ok, video tiếp theo là của bạn Sugi tiếp luôn nè. Wow. Đây là một cái video mà tôi đăng lên, tôi bị TikTok đánh gãy bản quyền luôn em. Thấy là kênh của tôi đâu có xài được đâu. Trời ơi, cái video này bị dính về kiểu bạo lực đánh tát nhau đó. Là nên là tôi không biết sao mà tôi vừa đăng lên tầm mười mấy phút, gần 30 phút đó là anh em sơ hở là anh em tải liền luôn, tải nhanh đi cái chứ. Trời ơi. Ok, cảm ơn bạn Sugi nhiều nha. Tiếp theo là của bạn Sugi luôn. Oh my god. Anh thấy lòng càng rối bời, liệu ngày đó nhiệt tình nó lên, chúng ta là nhau chứ em ơi. Ủa vậy là cái này là kiểu à, mấy nay anh em cứ edit mấy cái clip mà tôi với Sigo nắm tay trong cái bài cùng bước cùng bài gì ta, bài gì tôi quên tên đi quá. Ủa thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Bài này thật ra Sigo mời tôi lên hát mà tôi còn chưa hụt nữa anh em ơi. Trời ơi, chưa hụt nữa anh em ơi. Đó ở cái tâm. Ok, tiếp theo là của bạn An. Ok, Gu 19 tuổi, Gu 21 tuổi hả? Tôi không hiểu. Ok, anh em nào hiểu thì giải thích cho tôi thì tôi đang là kiểu Ủa là sao ta? Trời ơi, ok, cảm ơn bạn An nhiều nha. Tiếp theo là có một bạn fan tên là Ngôn Nhất Cam. Chúng khách đấy rồi. Hỏi tên nghe xịn vậy. Rồi, ok, để xem các bạn này edit gì về mình nha các bạn. Ê, dễ thương nè. Này dễ thương nè anh em. Ôi, bạn này kiểu làm kiểu nó kiểu sao ta, kiểu slow motion rất là đẹp luôn. Ok, cảm ơn bạn Ngôn Nhất Cam này, tôi đánh giá cao về cái trình độ edit của bạn Ngôn Nhất Cam luôn nha. Cảm ơn bạn Ngôn Nhất Cam nhiều nha. Tiếp theo là của bạn tên là Linh Tổng Yêu Gu. Ok.
là của bạn dâu. Ok, là bạn dâu rồi, như nãy tôi có thấy bạn dâu rồi phải. Đây là trong video của Mai Đen nè. À, công chúa nhỏ, ok, cảm ơn bạn dâu nhiều nha. Tiếp theo là video của bạn dâu luôn em ơi, oh my god. Ruby và Siro voi cute là giọng cute. À ok. Không có lấy em mà lấy là em làm cho. Không có lấy em lấy là em làm cho. Không có lấy em mà lấy là em làm cho. Trời ơi, không tin em trời. Ủa cái đó là cute hả? Tại vì tôi là người miền Tây nên là tôi hay, tôi không phát âm được kiểu trời. Các bạn, tôi toàn lên là trời trời trời. Trời ơi, quái trời đậu rồi, cái gì của em. Giờ em nói vậy chịu rồi. Gom đâu đưa đây coi. Đưa đây để tôi tạo đồ ăn cho bà ăn. Con gái con lứa không được làm việc nặng tay chân, hiểu không? Đưa để tôi tạo đồ ăn cho bà ăn chứ, trời ơi, con gái con lứa không được làm việc nặng tay chân không biết. Ok, cảm ơn bạn dâu nhiều nha. Cute được, cute cute nha. Tiếp theo là một video của bạn dâu luôn. Oh my god. Vậy đi bà lấy chiếc hồn hai ngày ở Sài Gòn để cho mẹ. Mang thì về cho mẹ. Mang siro về cho mẹ. Ủa? Từ từ nha, cái câu này tôi nói hồi nào ta, là như cái vlog này lâu lắm rồi đó, tôi chọc siro anh em ơi. Trời ơi anh em ơi, trời ơi chịu anh em luôn á anh em. Nghĩ cho anh em chế gì anh em, trời ơi cái này tôi không biết luôn á anh em ơi. Bà lấy chiếc hồn hai ngày ở Sài Gòn để cho mẹ. Mang thì về cho mẹ. Mang siro về cho mẹ. Lại cái tôi mới biết luôn á ba. Trời chứ thực ra là tôi còn không biết luôn á. Ok, tiếp theo là vẫn là video của bạn dâu luôn. Oh my god. Ủa cái này là à, cái này là đi fan meeting của VV. Trời ơi. Ủa đâu qua cái hình này tại? Ủa đâu qua cái hình này đã? Ảnh của một bạn fan meeting chụp lại đó ạ. À, quải cái trưởng thiệt á chứ. Trời ơi, tôi mới biết là có hai tấm ảnh này luôn á anh em ơi. Ok, video tiếp theo là của mấy bạn gì đâu mà tiếng Hàn Quốc cái. Tên là Z nè. Oh my god, bà này làm gì cái gì đây? Like nửa đêm chi? Cute dễ sợ. Có tiếng gì ta? Cái video này tôi đã từng coi rồi và tôi đã comment cho bạn này luôn rồi đó các bạn thấy không? Ôi ơi, vứt bi lắm các bạn. Các bạn nào các bạn thấy có ai phía sau tôi nhớ nói không? Ừ, lúc đó tôi không biết tại sao lần nào mà tôi live stream á là anh em lúc nào cũng bảo là ui dồi ôi chị ơi có ba kìa. Giận dễ sợ. Tôi có cảm giác là có ai phía sau tôi. À, cảm giác sợ lắm. Tôi nghĩ là mình vô phòng. Dễ thương dạ. Cảm ơn bạn này nhiều nha. Rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Ok. Ok, tiếp theo là một video của bạn Jenny. Jenny, ok. Đây là trong video của Sam nha các bạn. Bạn Jenny nhiều nha, thank you. Tiếp theo là video của bạn tên là Linh, ok. Đáng yêu dạ, cảm ơn bạn nhiều nha. Trời ơi, còn solo mua sạch lại nước máy ba. Trời ơi. Ok, tiếp theo là một video của bạn Bơ nha, ok. Oh my god. Rồi tiếp theo để coi cái câu video này nữa không? Video của bạn Hơn Miu, ok. Oh my god, ngầu quá anh em ơi. Được, cảm ơn bạn Hơn Miu nhiều nha. Oh my god, các bạn ơi, hề luôn. Rất là nhiều video mà các bạn đã làm về cặp đôi Ruro, cặp couple Ruro
dù hai đứa chỉ là anh em ở trên TikTok rất là nhiều. Đó, thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Ngày hôm nay tôi đã ngồi lại và tôi xem thử các bạn đã ngồi chế như nào, các bạn đã edit nhờ Hề rất là hay nè. Và tôi rất là khán phục các bạn, tại vì các bạn làm xịn vãi chữ luôn. Đây là các bạn, nếu mà bạn nào làm rồi thì các bạn nhớ tăng tôi vô để tôi reaction nha. Đó, tôi ngồi đây tôi sẽ reaction lên video để xem như thế nào nha. Còn bây giờ tới video đã quá dài rồi, nên là tôi sẽ xin quý vị đây. Nếu mà các bạn thấy video này hay, bấm like, share, subscribe và nhớ cái channel này thật là kênh tôi nha. Còn bây giờ thì bye bye đêm.